Kính thưa thầy chủ tọa, kính thưa quý vị đại biểu, thì như các thầy cô đã biết thì cộng hưởng từ khuếch tán sức căng thì được ứng dụng rất nhiều trong những bệnh lý liên quan đến u não, những bệnh lý mà liên quan đến thoái hóa thần kinh, ví dụ như là Alzheimer hay là Parkinson. Tuy nhiên thì ở nhóm nghiên cứu của Bệnh viện Quân y 103 và Học viện Quân y thì chúng em có kết hợp với các chuyên gia, các nhà khoa học của Nhật Bản để chúng em nghiên cứu ở trên những cái đối tượng mà có nguy cơ ảnh hưởng đến trên những cái đường dẫn truyền thần kinh trong não. Thì trong cái buổi báo cáo ngày hôm nay thì em xin phép được báo cáo một nội dung, đấy là ảnh hưởng của phơi nhiễm dioxin lên đường dẫn truyền thần kinh trong não dựa trên phân tích cộng hưởng từ khuếch tán sức căng DTI ở nam giới sinh sống tại vùng ô nhiễm dioxin tại Việt Nam. Như các thầy cô đã biết, đó là sự thay đổi về cấu trúc chất trắng thì bao gồm sự thay đổi về bó sợi trong những cái đường dẫn truyền thần kinh thì có thể được phát hiện bằng dựa trên phân tích cộng hưởng từ khuếch tán sức căng DTI. Và những cái trên phân tích DTI này sẽ có thể hiện được cái vi cấu trúc của đường dẫn truyền thần kinh. Và hình ảnh cộng hưởng từ khuếch tán sức căng để cho chúng ta phát hiện và cũng như thể hiện được cái sự kết nối của các vùng khác nhau trên não, đặc biệt ví dụ như là những cái vùng kết nối từ những cái vùng chất xám, ví dụ như thủy đỉnh sang thủy thái dương, ví dụ như vậy. Để phân tích về hình ảnh cộng hưởng từ khuếch tán sức căng thì chúng ta có rất nhiều cái thông số để phân tích. Ví dụ như đầu tiên là về hình thái, các đường dẫn truyền đó. Thứ hai là chúng ta có thể sử dụng các phân tích về cái giá trị trung bình của độ khuếch tán hay giá trị MD. Tuy nhiên thì cái giá trị hay sử dụng nhất thì người ta sử dụng giá trị FA, tức là đây là cái giá trị bất đẳng hướng. Với giá trị FA này thì có giá trị từ 0 đến 1. Với giá trị 0 thì thể hiện đây là khuếch tán mọi hướng như nhau. Và với giá trị là 1 là khuếch tán theo một hướng. Ở bên trên cộng hưởng từ khuếch tán sức căng thì cũng cho chúng ta biết được là cái hướng của cái đường khuếch tán. Ví dụ như đây các thầy cô có thể nhìn thấy màu xanh đây thì thể hiện là cái đường dẫn truyền của chúng ta đi từ phía trước ra phía sau. Màu xanh da trời thì thể hiện nó từ trên xuống dưới và màu đỏ là thể hiện từ trái sang phải. Ở trong các nghiên cứu trước đây trên thế giới thì khi mà nghiên cứu thì người ta nhận các báo cáo đã chỉ ra rằng về biến đổi về giảm về cái giá trị FA hay tức là giá trị bất đẳng hướng thì có thường được quan sát trong cái rối loạn tâm thần kinh như là tăng động giảm chú ý hay bệnh lý tự kỷ hay suy giảm nhận thức. Ở trong các nghiên cứu trước đây của nhóm nghiên cứu của chúng em thì chúng em đã phát hiện ra được đấy là những cái trẻ em bị phơi nhiễm dioxin thì có giảm về những cái hành vi kể về cảm xúc xã hội hoặc là tăng những xu hướng tự kỷ ở trẻ em từ lứa tuổi từ 3 tuổi đến 12 tuổi tại Việt Nam mình. Và từ điều này thì chúng em đưa ra cái gợi ý đó là những cái đối tượng mà nam giới chúng ta sinh sống tại những cái vùng phơi nhiễm về dioxin ở Việt Nam mình, đặc biệt là những cái vùng mà có liên quan đến chất da cam thì có thể có những cái biến đổi liên quan đến cấu trúc não, đặc biệt là cấu trúc chất xám và cũng cái đường dẫn truyền thần kinh trong não. Từ cái gợi ý đó thì chúng em thực hiện nghiên cứu này với mục tiêu đó là nghiên cứu ảnh hưởng của phơi nhiễm dioxin lên cấu trúc chất trắng thể hiện bằng giá trị FA trong phân tích DTI ở nam giới Việt Nam. Về đối tượng và phương pháp nghiên cứu thì nhóm nghiên cứu của chúng em thực hiện là thu thập 28 nam giới sinh sống tại sân bay Biên Hòa. Đây sân bay Biên Hòa, em xin lỗi là vì khi mà lên nó bị lệch phông, sân bay Biên Hòa, sân bay Đà Nẵng và sân bay Phú Cát. Đây là 3 điểm nóng lớn nhất về dioxin ở Việt Nam mình. Thì nhóm đối tượng thu thập là 28 nam giới và chụp MRI vào năm 2019. Ở bên cạnh đó thì chúng em thu thập những cái thông tin liên quan đến cái việc phơi nhiễm dioxin và chúng em định lượng cái nồng độ dioxin bằng hệ thống sắc khí phối phổ tại trường Đại học Y khoa Kanazawa tại Nhật Bản. Và về phân tích DTI thì thực tế đấy là trên cái hệ thống máy hiện nay chúng ta có thể phân tích tại trên máy, chúng ta ra những cái giá trị chúng ta cần phân tích. Tuy nhiên thì nhóm nghiên cứu của chúng em thì chúng em sử dụng những phương pháp phân tích có thể là ứng dụng nhiều nơi ở Việt Nam mình, vì chúng em sử dụng những cái phần mềm. Ví dụ ở đây nhóm nghiên cứu thực hiện ở trên ngay hai hệ thống phần mềm, đó phần mềm Chuckwit và phần mềm Diffusion Toolkit. Tức là tất nhiên khi từ cái file DICOM ra thì chúng em qua những cái bước tiền xử lý và phân tích bằng trên hai hệ thống phần mềm này. Và khi chúng em phân tích thì chúng em thực hiện phân tích trên 11 cái đường dẫn truyền thần kinh trong não, bao gồm từ số 1 đến số 9. Thì đây là cả hai bán cầu
bên phải và bán cầu bên trái và đường dẫn truyền bó kẹp lớn hay là forceps major hay là sợi chiếu chắn trước của thể chai thì chỉ có một kết nối hai bán cầu. Thì đây là cái hình ảnh mà nhóm nghiên cứu chúng em đã phân tích sau khi mà chúng em bằng hệ thống phần mềm và các đường dẫn truyền thần kinh trong não. Về phân tích số liệu thì chúng em sử dụng hai cái chỉ số để đánh giá phơi nhiễm dioxin, một là phơi nhiễm dioxin trong thời kỳ bào thai, tức là thời kỳ chu sinh, tức là các thầy cô ấy hiểu nôm na đây là ví dụ khi bà mẹ mang thai thì khi mà sinh sống tại những cái điểm nóng dioxin tại Việt Nam, và chỉ số thứ hai nó phản ánh thực tế hơn đến cái nồng độ dioxin trong máu. Thì kết quả của chúng em chỉ ra thì đối tượng phơi nhiễm từ bà mẹ mà có phơi nhiễm dioxin trong thời kỳ mang thai, bà mẹ sinh sống tại điểm nóng dioxin trong thời kỳ mang thai là có 12 đối tượng và chiếm 42,9%. Và chúng em nhận thấy đó là cái nhóm đối tượng phơi nhiễm có phơi nhiễm dioxin trong thời kỳ chu sinh thì có giảm có ý nghĩa thống kê về giá trị FA ở đường dẫn truyền từ hồi đai tới hồi hải mã ở bên trái so với nhóm không có phơi nhiễm dioxin trong thời kỳ chu sinh. Ở đây thì chúng em thể hiện bằng hình ảnh. Đây là cái nhóm mà các thầy cô có thể nhìn trên hình ảnh. Đây là nhóm có phơi nhiễm, nhóm không có phơi nhiễm dioxin trong thời kỳ chu sinh và nhóm có phơi nhiễm dioxin trong thời kỳ chu sinh ở cái đường dẫn truyền từ hồi đai lên hồi hải mã ở bên trái. Thì các thầy cô có thể chúng ta nhìn thấy bằng hình ảnh có một chút đó nó sẽ bị giảm. Và sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê về giá trị FA ở bên phải bán cầu. Về thông số thứ hai đấy là chúng em phân tích đấy là so sánh cái giá trị FA giữa nhóm có phơi nhiễm dioxin trong nồng độ dioxin, đặc biệt thể hiện chỉ số là TCDD, đây là cái chất độc nhất của dioxin, thì chúng em nhận thấy là có sự giảm có ý nghĩa thống kê về giá trị FA ở đường dẫn truyền thần kinh từ hồi đai đến hồi hải mã ở hai bên bán cầu cũng như là ở bó móc ở bên phải bán cầu. Các thầy cô có thể nhìn trên cái hình ảnh của chúng em, tức là nhóm có cái nồng độ một cái chất TCDD cao ở trong máu đấy, và so sánh cái nồng độ của cái nhóm có TCDD thấp ở trong máu. Đây là hình ảnh của bó móc mà giữa hai nhóm có phơi nhiễm với nồng độ TCDD cao và nồng độ TCDD thấp. Và trong nghiên cứu này của chúng em thì đây là cái nghiên cứu đầu tiên, có thể nói là nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam cũng như là trên thế giới báo cáo về ảnh hưởng của phơi nhiễm dioxin lên trong thời kỳ chu sinh lên cấu trúc vi chất trắng trong não bộ. Và bên cạnh đó thì trong các công bố trước đây, nhóm nghiên cứu của chúng em cũng đã thể hiện được đấy là ảnh hưởng của phơi nhiễm dioxin lên một số cái vùng chất xám ở trong não bộ. Và kết hợp với kết quả này thì chúng em chỉ ra là vậy là phơi nhiễm dioxin thì có thể ảnh hưởng đến cả chất xám và chất trắng trong cấu trúc não bộ ở người Việt Nam mình sinh sống tại vùng điểm nóng dioxin. Trong các nghiên cứu trước đây thì cũng chỉ ra những cái giảm về giá trị FA trong đường dẫn truyền từ hồi đai đến hồi hải mã thì có liên quan đến những cái hoạt động, ví dụ như là hoạt động trí nhớ cũng như là hoạt động nhận thức. Và do vậy thì trong những nghiên cứu tiếp theo của nhóm nghiên cứu thì chúng em cũng sẽ tiếp tục đánh giá những cấu trúc này liên quan đến vai trò của những đường dẫn truyền thần kinh ở trong não, đặc biệt là đường dẫn truyền từ hồi đai đến hồi hải mã và cũng như là bó móc. Và chúng em đưa ra kết luận đó là phơi nhiễm dioxin có liên quan đến biến đổi cấu trúc chất trắng ở những người sinh sống tại vùng điểm nóng dioxin tại Việt Nam và có thể liên quan đến rối loạn phát triển thần kinh. Và cái kết quả nghiên cứu này thì gần đây thôi, trong tháng 4 vừa rồi thì nhóm nghiên cứu của chúng em đã công bố trên những tạp chí tương đối là uy tín trên thế giới. Và bên cạnh đó thì nhóm nghiên cứu của chúng em ngoài phân tích DTI thì nhóm nghiên cứu tại Bệnh viện Quân y 103 và Học viện Quân y thì chúng em cũng có phân tích cộng hưởng từ dựa vào phương pháp VBM, tức là phân tích điểm ảnh, và chúng em cũng đã công bố những cái mối liên quan giữa ảnh hưởng của dioxin và liên quan đến hình thái não và những cái hoạt động ví dụ như là lo âu xã hội ở những cái nam giới sinh sống này. Thì qua cái hội nghị ngày hôm nay thì chúng em cũng rất là mong muốn hợp tác với các nhà khoa học trong lĩnh vực chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh để chúng em tiếp tục cái những cái hướng nghiên cứu về phân tích về DTI cũng như là phân tích về hình thái não bộ trong những nghiên cứu tiếp theo của nhóm nghiên cứu đến từ Bệnh viện Quân y 103 và Học viện Quân y. Và cuối cùng chúng em rất chân thành cảm ơn những nhà khoa học từ Nhật Bản cũng như những nhà khoa học tại Việt Nam cũng như là các bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 103 đã giúp đỡ chúng em thực hiện nghiên cứu này.
Dạ, xin chân thành cảm ơn ạ.